cao có độc biến nha mọi người. Xin giới thiệu mọi người, đây là dụng cụ dùng để cao có độc, bao gồm là cần, carbon 4,5 m, máy thì máy Daiwa 5000. Chúng ta sẽ có màu là tôm lậu cắt nhỏ này. Thẻo thì chúng ta làm ở nhà và đem đi. Đây là cận cảnh cây cần dùng để cao có độc, cần dài 4,5 m nha mọi người. Về thẻo thì mình dùng thẻo dưới chì nha mọi người, mỗi lưỡi là cách nhau là 20 cm, là mình cao là cao được 5 lưỡi mọi người. Cao có độc là mình cao re nha mọi người, mình phút ra rồi mình re từ từ vào. Phút ra xa tầm cỡ 100 m, re từ từ vào, đó đi theo này mọi người. Rê liên tục mọi người. Cao thì rất là dễ dàng. Khi mà mình rê cái đầu cần á mọi người, là nó giật là mình sẽ biết có ai và bây giờ là có ai rồi nha mọi người. Chỉ có một con cá ai rồi nha mọi người. Con này cũng khá là lớn. Thank you.
một con cá rảnh nha mọi người. Tưởng mà đúng không? Cá rảnh khá là lớn. Khó nha mọi người, cá nó phá màu liên tục, mình phải móc màu nhiều. Con cá đục đã mắc cao nha mọi người.
video của mình đến đây là một kiến thức. Xin chúc